Ây, trời ơi, ngắm hoài nó có chạy ra được đâu à. Tôi muốn nhìn nó kỹ hơn để nhớ mặt nó. Tôi sợ thêm vài năm nữa nó lớn lên tôi lại không nhận ra. Ông đừng có lo, tới lúc đó ông ra đầu ngõ bắt gặp thằng nào không có tóc chạy tới nhận đại là được. Giống nhau bộ tốt lắm hả? Chôm chôm không ra chôm chôm, sầu riêng không ra sầu riêng, toàn bộ lon ống chứ không à. Tôi muốn khuyên ông thôi mà. Cái gì? Sao ông nghĩ bậy thôi. Nè, sao nè, ông nè, không nói con Linh Hiển là con ông thiệt ông. Nè hai người đừng có cãi nữa, mau giải quyết công chuyện cho xong đi, mình còn phải lên trển nữa. Nè, tên họ Bào này không phải đơn giản đâu nghe. Rõ biết chúng ta là thần thánh, hắn cũng cố tình mua mấy quyển sách này về để đọc, để coi lợi dụng mình bằng cách nào đó nè. Báo cho hai người biết, cái thằng mặt trắng này không phải lương thiện đâu. Cho dù giúp hắn, hắn cũng dám phản lại. Chuyện đó tôi biết lâu rồi, cần gì ông nói. Tôi muốn nhắc ông thôi. Ủa, bàn chuyện gì mà nhập tâm vậy? Đâu có, nói chuyện vui. À, ông là ông Thọ phải không? Phải vậy, ông Bảo có gì căn dặn. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn sống lâu quá. 200 tuổi cũng đủ rồi. Bởi vì tôi dự tính tương lai, tôi nắm quyền cai trị cả thế giới. Kiểu đó thì hào hứng lắm, tôi sợ mình chịu không nổi. Với phước lộc thọ tam toàn của ông, bảo đảm 200 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Còn chú 13 là thần tài thế không? Có phải muốn trúng số độc đắc không? Lẽ lên, lấy viết ra tôi sẽ cho không số. Không cần số độc đắc, tôi chuyên làm chuyện lớn, không thích chơi với số đâu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sao không thấy ông Lộc ở đây. Phải tên ông thần này xuống đây làm gì? Làm sao phù hợp với phước lộc thọ tam toàn của tôi? Nếu không ngờ chính ông thần này, tôi nghĩ tăng chứng của ông vẫn còn nằm ở trong sở cảnh sát kìa. Ông yên tâm, với số mạng của ông, dù không có chú Lộc ở đây, tụi tôi cũng giúp ông. Ông có thể gọi gió được gió, gọi mưa được mưa. Tôi đã đọc xong mấy quyển sách phước phận á, bao gồm tình yêu và duyên phận. Tôi biết là ông muốn nói gì. Nè, ông muốn quen lại Khâm Anh phải không? Bây giờ cô đang ở bên Úc. Tôi muốn Lâm Lâm và cả Khâm Anh. Mấy người là thần thánh mà. Lập tức giải quyết cho tôi. Hôm nay Lâm Thị lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Khu vực ở Thiên Tú tự nhiên bị sụp đổ. Sau khi kiểm nghiệm điều tra thì ra kết cấu xây dựng nảy sinh vấn đề. Bây giờ mười mấy tầng lầu chẳng làm được tích sự gì. Và chủ quản của phòng đầu tư lại đầu tư không đúng mức, làm cho phòng đầu tư tổn thất nặng nề. Và ngoài ra nhiều cổ đông của chúng ta tự nhiên lại thay đổi ý định, đòi thu hồi tất cả, làm cho Lâm Thị tổn thất nặng nề. Chưa hết. Thôi tôi bỏ đi. Tóm lại bây giờ tổn thất bao nhiêu? Rất khó tính. Bây giờ bên ngoài ai cũng mất lòng tin đối với Lâm Thị chúng ta. Đối phương lại mua hết cổ phiếu của chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy, tôi e... Không lý nào, Lâm Thị là công ty lớn, vững chắc lắm mà, không sao đâu. Dì Phụng, tình hình lần này thay đổi rồi. Bây giờ mọi người mạnh ai nấy lo nhất mực đòi tiền của ba. Nếu ngân hàng cứ hối thúc chúng ta, có lẽ Lâm Thị sẽ bị phá sản. Sao lại như vậy? Tự nhiên sẽ xảy ra nhiều chuyện vậy chứ? Có khi nào tin Ben dở trò không? Cha, sao hôm nay đông đủ vậy? Mày còn tới đây làm gì? Tôi chỉ đạp đổ Lâm Thị của ông thôi, xính lễ vẫn mang đầy đủ đúng không? Đây, tất cả mọi thứ dùng cho đám hỏi, tôi đều mang đủ hết. Mời tao nghĩ mày lại. Điên rồi. Lần trước chú Huy cứu lại Lâm Thị, Lâm Lâm đã từ chối thành hôn với mày rồi mà. Nói thì nói vậy thôi, anh coi bây giờ họ khổ lắm rồi, chẳng còn gì cả. Nếu luôn cả tôi cũng bỏ mặc, chẳng lẽ anh biểu cha con họ ra đường sao? Dù tao có làm ăn mày cũng không gả con gái tao cho mày. Ba cứ mặc kệ hắn đi. Ông ăn nói nên giữ lời một chút. Cô biết ba của cô đã mất cổ giá căn biệt thự này không? Nhưng dù ông lấy được bao nhiêu tiền đi nữa, Lâm Thị cũng không thể nào chịu được bao lâu. Nhưng mà gì, nếu muốn cứu ba cô, chỉ còn cách này thôi. Tôi đã chọn sẵn ngày tháng rồi. Tới hôm đó nhớ ăn mặc đẹp một chút nha. Anh là... Nè, lại muốn đánh tôi à? Cô đánh tôi tức là đồng ý phải không? Vô Dũng, tướng lĩnh. Nè, ông đi ra đi. Nè, đám hỏi còn chuyện gì chưa làm nữa không? Muốn cãi nhau á thì đợi đám cưới xong hãy cãi hả? Bây giờ cần nhất á là một cặp vợ chồng tương lai phải ăn chén trôi nước này đã. Ăn xong chén trôi nước này á, đôi bên đều giải hòa, ngọt liếm như đường. Nè ăn đi. Uống cùng lúc trước tôi tốt với ông. Chuyện như vậy ông cũng dám làm được? Ôi trời ơi. Thôi được, tôi sẽ chừa chú rể phụ cho cậu làm. Tình nghĩa lắm thôi. Còn lại một chén. Nè ăn nóng đi, ăn nóng. Tôi hả? Cũng được. Nhưng mà để vợ tôi ăn trước. Ê, không được, khoan đã. Phụ thế mà, dĩ nhiên là chồng ăn trước. Đàn ông phải đi trước, ông đi trước đi, ăn trước. Đúng đi, rồi, ông ăn trước đi. Ăn trước đi, yeah. Đàn ông ăn trước à. Đúng rồi, ăn xong đưa lại cho ăn cô. Ăn xong tôi đưa cho cô. Tứ thế giới,
cứu với. Chén đổi nước, chén đổi nước. Người ăn tiếp đi. Dương mẫu nương nương nói cái gì mà ban cho ngươi thì tốt hả? Nhưng cung viên trôi nước này nè toàn làm bằng vàng nén 4 số 9 á, tốt như ngươi quá rồi còn gì. Nè, nè, đừng có chọn hắn chết nè, đừng có chọn hắn chết nè. Yeah. Bệnh viện này không được cho người lạ vào nghe hả? Ê vô dụng, kề cào cái gối lên giùm ta coi. Cào lên. Làm gì vậy Vũ Dũng? Chừng nào tao mới khỏe lại? Sao tao nằm đây bấy lâu mà cũng không cử động được vậy hả? Ông Bào, cả bệnh viện điều dưỡng đều do ông Bào hết, lại mướn nhiều bác sĩ giỏi, lý nào tụi tôi không cố gắng. Nhưng mà ông mất hô hấp bấy lâu, bộ não đã bị tổn thương. Nếu ông đòi khỏe lại liền 100% tôi e cơ hội rất là mong manh. Ông nói chuyện với tôi như vậy sao? Nhưng mà ý chí sinh tồn của ông rất cao, tôi tin chắc ông sẽ sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa ở đây tất cả thiết bị môi trường các mặt á đều chuẩn bị rất tốt. Ông cứ yên tâm nằm đây điều trị ông Bào à. Ông đừng nói nhiều lời nữa. Ông biểu tôi nằm chết ở đây sao? Phải ông Bào à, tới giờ ông uống thuốc rồi. Phải rồi. Nhưng mà viên trôi nước bằng vàng của ông tới giờ vẫn chưa lấy ra được. Tôi nghĩ từ nay ông phải tăng hàm lượng muối. Ông nói cái gì? Ý ông muốn nói là cả đời tôi phải uống nước muối sao? Ông điên hả? Tâm thần rồi sao? Lão kia, vậy tôi có nhiều tiền làm gì? Ông Bào, loại thuốc chích này á mắc nhất thế giới. Có thể giữ cho khỏe mạnh tuổi trẻ và không có tiền không chết nổi đâu. Ông điên thiệt rồi, xéo ra đi, xéo ra.